Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Cuộc sống khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, mục sổ tay học hôm nay sẽ giới thiệu phương pháp điều trị viêm xoang bằng cách bấm huyệt và hướng dẫn cách dự phòng bệnh viêm mũi dị ứng ở trẻ. Cuộc trò chuyện giữa phóng viên của chương trình với bác sĩ tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh sẽ cho các bạn biết được nguyên nhân, triệu chứng và cách phòng ngừa bệnh viêm màng não do não mô cầu khuẩn nhóm B gây ra. Câu chuyện y tế tuần này sẽ đề cập về bệnh glaucom, loại bệnh được cho là kẻ đánh cắp thị lực thầm lặng. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết, mời quý khán giả cùng theo dõi. Bấm huyệt, xông hơi, chườm ấm là những biện pháp không dùng thuốc điều trị hiệu quả căn bệnh viêm xoang. Sau đây, lương y Nguyễn Văn Triệu, hội viên Hội Đông y huyện Văn Lâm sẽ giới thiệu tới quý vị một số phương pháp điều trị viêm xoang không dùng thuốc. Nếu bạn đang bị viêm xoang ở mức độ nhẹ mà chưa xuất hiện các biến chứng, bạn có thể áp dụng điều trị viêm xoang tại nhà để cải thiện tình trạng bệnh của mình. Có rất nhiều cách chữa xoang, nhưng mà ngoài cách dùng thuốc ra thì tôi xin giới thiệu về cách xoa bóp bấm huyệt. Ví dụ như là người mà đang hắt hơi, chảy dịch mũi nhiều thì ta có thể là vuốt từ ấn đường lên tới chân tóc 36 cái. Đấy, miết như thế này, miết thẳng thế này. Khi mà ta vuốt xong 36 cái này thì nó sẽ dịch mũi sẽ không chảy nữa. Nếu mà ta hắt hơi nhiều thì ta thay hai bên nghinh hương, góc của cánh mũi này, dây khoảng 2 phút. Sau đó ta massage về vùng xoang giữa và xoang bướm. Nếu mà xoang bị lặng là thường bị ở cái vùng này nhiều nhất, nên là ta dây bên quyền niêu này. Dây này để tác dụng thông huyết, làm giãn cơ, giảm đau. Khi mà các bạn bị hắt hơi nhiều, chảy nước mắt rồi mờ mắt thì ta có thể dây tình minh này, toàn trúc này, cái đầu lông mày này, rồi dây vùng xoang trán này. Mỗi lần ta dây khoảng 1 phút đến 2 phút, tùy từng cái nặng nhẹ để là giải cơ, giảm đau. Nếu mà ta đau đầu thì ta lại phải dùng bấm dây huyệt phong trì này, dây từ phong trì dây theo đường chân tóc này để làm giảm đau đầu này, dây ấy phong này, dây tay như thế này mà thấy bệnh nhân đau thì mình lại càng phải dây mạnh, thì phải dây kỹ cái chỗ đau đấy, đến bao giờ nó cảm thấy người ta bệnh nhân nó cảm thấy giảm đau hết đau. Ngoài cách chữa dùng thuốc, chúng ta chữa xoang bằng cái máy khò tóc này, đi lạnh về xong hay bị hắt hơi sổ mũi thì ta lấy cái máy gầy xoay tóc này, ta sấy vào mũi. Mỗi lần sấy chúng ta sấy vào khoảng 5 phút sấy vào mũi, sấy vào mắt, sấy quanh vùng qua sang trán này. Vừa sấy ta vừa hít vào, có dầu cho bôi vào đây thì càng tốt. Sấy xong thế này, xong các bạn massage hoặc các bạn nhỏ thuốc thì nó càng hiệu quả hơn. Cái nhỏ thuốc cũng rất là quan trọng, vì cái nhỏ thuốc này nếu mà không đúng thì cũng không khỏi. Thường là chúng ta thấy bị xoang, chúng ta cứ ngồi này, chúng ta ngửa lên, chúng ta nhỏ. Nhỏ thì thường là nhỏ cái là nó chảy xuống miệng hết, nó không vào được các vách xoang. Tôi giới thiệu cho các bạn nhỏ xoang, nghiêng đầu về bên trái thì ta nhỏ vào cánh mũi bên phải, mà nghiêng đầu về bên phải thì ta dò mũi bên trái. Bệnh nhân hơi ngẩng đầu lên cũng lại nghiêng tiếp, nghiêng bên phải là nghiêng bên trái, xong bắt đầu là dậy từ từ thì là thuốc vào về các vách xoang. Viêm mũi dị ứng là bệnh rất hay gặp mỗi khi thời tiết thay đổi. Khi trẻ mắc viêm mũi dị ứng sẽ gây nhiều khó chịu trong ăn uống sinh hoạt. Mặc dù bệnh không quá nguy hiểm, nhưng nếu không được điều trị đúng cách có thể dẫn đến các biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Để có dự phòng viêm mũi dị ứng, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chia sẻ của bác sĩ Phùng Thị Bích Việt, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hưng Yên. Viêm mũi dị ứng thì được biểu hiện với 4 triệu chứng cơ bản và đặc trưng. Thứ nhất là tình trạng ngứa mũi, thì ngứa mũi thì có thể đi kèm với cả tình trạng ngứa mắt, sưng nề mắt. Thứ hai là triệu chứng chảy mũi, chảy mũi thì sẽ chảy thành dòng, trong như nước lã. Đấy. Thứ ba là triệu chứng ngạt mũi, thì trẻ thường là ngạt mũi rất nhiều. Đấy, khi nhỏ thuốc co mạch thì trong những giai đoạn đầu thì còn có tác dụng, về sau thì gần như là cái thuốc co mạch thì tác dụng rất là kém. Thứ ba là tình trạng hắt hơi, thì hắt hơi thì ở trong viêm mũi dị ứng thì trẻ sẽ có tình trạng là hắt hơi thành từng tràng dài 5 đến 10 nhát liên tục. Viêm mũi dị ứng thì là một cái bệnh lý thông thường thì không đến nỗi nặng để phải nằm viện, nhưng nó lại ảnh hưởng rất lớn đến cái chất lượng cuộc sống.
Đấy, thì một số thuốc mà cơ bản điều trị viêm mũi dị ứng thì có hai loại là đường toàn thân và tại chỗ. Toàn thân thì chúng ta có thể sử dụng những cái thuốc mà chống dị ứng, đó là các thuốc kháng histamine hay là corticoid. Và về đường tại chỗ thì chúng ta cũng có thể sử dụng. Hiện nay trên thị trường thì cũng có rất nhiều thuốc xịt mũi và có kháng histamine và corticoid kết hợp. Thứ hai là khi mà trẻ ngạt mũi thì chúng ta có thể sử dụng các thuốc co mạch. Và thứ ba là chúng ta thường xuyên vệ sinh sạch sẽ cho trẻ mũi đường hô hấp của trẻ bằng nước muối sinh lý thông thường. Thì để dự phòng cái tình trạng viêm mũi dị ứng diễn ra ở trẻ nhỏ thì thứ nhất là các bậc cha mẹ phải thay đổi môi trường sống cho con, tránh cho con tiếp xúc với những cái yếu tố dị nguyên như là lông chó, lông mèo, thường xuyên vệ sinh sạch sẽ môi trường sống, thoáng mát, chăn màn, quần áo thì mình giặt sạch sẽ, phơi khô thoáng. Thứ hai là thường xuyên đeo khẩu trang cho con khi ra đường, khi tiếp xúc nơi đông người. Thứ ba là tránh cho con tiếp xúc với khói thuốc lá. Thứ tư là kích thích con tham gia tập luyện thể dục thể thao để có thể nâng cao cái sức đề kháng từ bản thân vốn có của các con để có thể có một cái sức khỏe tốt nhất để chống lại những cái yếu tố dị nguyên. Viêm màng não do não mô cầu nhóm B là bệnh cực kỳ nguy hiểm. Bệnh có thể diễn tiến tử vong nhanh trong vòng 24 giờ. Tỷ lệ tử vong lên đến 50% nếu không điều trị và có đến 30% trẻ sống sót phải gánh chịu những di chứng vĩnh viễn như là cắt cụt tay chân, nhiễm khuẩn huyết, điếc, liệt hay mù. Bệnh không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của bản thân người bệnh mà còn có thể gây ra rất nhiều gánh nặng nghiêm trọng về mặt tinh thần, tâm lý và kinh tế của người thân và cả gia đình. Ngay sau đây, bác sĩ Nguyễn Văn Quyết, khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên sẽ chia sẻ nguyên nhân, triệu chứng và cách phòng ngừa căn bệnh nguy hiểm này. Xin chào bác sĩ, cảm ơn bác sĩ đã tham gia cuộc trò chuyện của chúng tôi ngày hôm nay. Xin hỏi bác sĩ, viêm màng não do não mô cầu khuẩn nhóm B là gì ạ? Viêm màng não do não mô cầu nhóm B là bệnh lý truyền nhiễm cấp tính gây ra bởi não mô cầu nhóm B khi vi khuẩn vượt qua hàng rào máu não và xâm nhập vào hệ thống thần kinh trung ương, gây viêm nhiễm các mô xung quanh não và tủy sống. Bệnh viêm màng não nói chung là mối đe dọa sức khỏe nghiêm trọng đến toàn cầu với tỷ lệ mắc và nguy cơ tử vong rất là cao. Và trong số đó, não mô cầu nhóm B là tác nhân chính gây ra tới 80% cái trường hợp mắc bệnh viêm màng não do não mô cầu. Vậy nguyên nhân gây ra bệnh này là như thế nào và con đường lây lan của nó ra sao thưa bác sĩ? Bệnh viêm màng não do não mô cầu nhóm B gây ra bởi vi khuẩn não mô cầu nhóm B là một trong những nhóm phổ biến nhất trong số 12 nhóm huyết thanh của loại vi khuẩn này. Bệnh lây truyền qua đường hô hấp, vi khuẩn khu trú trong mũi và cổ họng của người bệnh hoặc người lành mang trùng có thể phát tán ra ngoài môi trường thông qua giọt bắn hoặc là dịch tiết của người bệnh khi nói chuyện, ho hoặc hắt hơi. Bệnh này có những triệu chứng như thế nào thưa bác sĩ? Viêm màng não do não mô cầu nhóm B nó có những cái triệu chứng rất là đặc trưng bởi cái sự phát triển và tiến triển rất là nhanh và đột ngột, mức độ nghiêm trọng rất là cao. Bệnh thì có thể gặp cả ở trẻ em và người lớn với các triệu chứng như là nhức đầu, cứng cổ, sốt, nôn mửa, sợ ánh sáng, phát ban, khó chịu, kích động, buồn ngủ hoặc là co giật hoặc là giảm ý thức. Bệnh này gây ra những biến chứng nguy hiểm ra sao thưa bác sĩ? Một số những cái biến chứng điển hình của bệnh mà thường gặp phải như là đông máu, nội mạch lan tỏa hoặc là hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển, di chứng thần kinh đến hôn mê, đến đái tháo nhạt, hoặc là viêm phổi bội nhiễm, hoặc là viêm màng ngoài tim. Vậy làm thế nào để có thể phòng ngừa bệnh viêm màng não do não mô cầu nhóm B thưa bác sĩ? Phương pháp hiệu quả, tiết kiệm và đơn giản nhất để phòng ngừa các bệnh viêm não mô cầu khuẩn nhóm B gây ra nói chung và bệnh viêm màng não nói riêng là chủ động tiêm ngừa vaccine ngừa não mô cầu khuẩn nhóm B đầy đủ, đúng lịch và sớm nhất cho cả trẻ em và người lớn theo đúng khuyến cáo của các cơ quan y tế. Ngoài ra, để phòng ngừa viêm màng não do vi khuẩn não mô cầu nhóm B đạt hiệu quả tối ưu, bên cạnh việc tiêm vaccine đầy đủ và đúng lịch cho cả trẻ em và người lớn thì có thể thực hiện kết hợp một số những biện pháp phòng ngừa sau.
xây dựng thói quen và duy trì ý thức giữ gìn vệ sinh cơ thể sạch sẽ, chú ý rửa sạch tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và tiếp xúc với các vật dụng bề mặt lạ, tuyệt đối không tiếp xúc với người bệnh hoặc là người nghi ngờ mắc bệnh não mô cầu khuẩn, hạn chế đến các khu vực đông người và phải đeo khẩu trang trong tất cả các trường hợp, giữ vệ sinh môi trường sinh sống hoặc là sinh hoạt như là trường học, nhà ở, văn phòng sạch sẽ, thoáng mát và có đủ ánh sáng. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ về những thông tin hữu ích vừa rồi. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, glaucoma là nguyên nhân gây mù lòa phổ biến thứ hai thế giới. Bệnh có diễn tiến thầm lặng và gây mất thị lực, không có khả năng phục hồi. Cứ 200 người ở độ tuổi 40 thì có một người bị bệnh. Tỷ lệ này gia tăng 1/8 ở độ tuổi 80. Song phần lớn, người dân chưa nhận thức đầy đủ về mối nguy hại của bệnh lý này. Bà Nguyễn Thị Ghẽ ở thôn Đoàn Kết, xã Đông Tảo, huyện Khói Châu năm nay đã hơn 80 tuổi nhưng chưa bao giờ đi khám mắt định kỳ. Vài tháng nay thấy mắt bị mờ, bà mới ra trạm y tế xã Đông Tảo để khám mắt. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị nhãn áp tăng, góc nhìn bị thu hẹp, teo gai thị do biến chứng của bệnh glaucoma. Tôi chỉ có mỗi cái mống mắt bên này nó cứ rậm mà nó ngứa mà nhìn nó mờ. Nhiều lúc cũng khổ mới nói thế nhưng mà không đi khám bao giờ. Mỗi mình đi lại nó phương tiện nó khó khăn. Tương tự, bà Lưu Thị Hà, thôn Tân Mỹ, xã Đông Tảo cũng chưa bao giờ nghe nói đến bệnh glaucoma hay còn gọi là bệnh thiên đầu thống. Mình không biết, tôi không thấy ấy thì tôi không khám. Cái mắt tôi nó cái kiểu cứ mờ mờ ấy. Thế rồi nó hơi ngứa ngứa. Nên là tôi đi ra để kiểm tra. Với nhiều người cao tuổi, đau mắt thì chỉ cần ra hàng thuốc, mua thuốc tự tra nhỏ là xong. Tuổi già, mắt có mờ cũng là chuyện đương nhiên. Mắt tôi là độ này chỉ hơi mờ mờ thôi. Giờ cái tuổi mình những năm nay 78 tuổi thì nghĩ là chắc là nó cũng mờ cũng phải thôi. Hưởng ứng chiến lược quốc gia phòng chống mù lòa tầm nhìn đến 2030 và tuần lễ bệnh glaucoma thế giới năm 2024 với chủ đề Đoàn kết vì một thế giới không có bệnh glaucoma, Bệnh viện mắt Hưng Yên đã tổ chức khám sàng lọc, phát hiện bệnh glaucoma và các bệnh lý về mắt trong cộng đồng. Kết quả cho thấy đa số bệnh nhân bị bệnh glaucoma thường gặp ở người cao tuổi, điều trị ở giai đoạn muộn. Nguyên nhân là do bệnh nhân chưa có thói quen đi khám mắt và đo nhãn áp định kỳ. Song song với đó là tình trạng người dân dễ dàng tự ý mua thuốc nhỏ mắt không có chỉ định, dẫn đến nhiều người dùng thuốc corticoid kéo dài có nguy cơ gây bệnh glaucoma. Tỷ lệ bệnh nhân mà bị glaucoma trong cộng đồng ấy thì là rơi vào khoảng độ 3-5% dân số tuổi từ 40 trở lên. Cái biểu hiện của glaucoma đóng thì đầu tiên là bệnh nhân có những cái triệu chứng nhìn mờ, chảy nước mắt, đỏ mắt, đau nan lên đầu cùng bên. Trường hợp glaucoma góc mở ấy, thường là do vô tình người ta đến khám hoặc là do người ta nhìn mờ thì người ta mới đến khám. Thì lúc ấy thì là tình trạng là bệnh là đã rất nặng nề rồi. Nên là qua đây thì tôi cũng khuyên tất cả nhân dân là không nên tự ý mua thuốc chai nhỏ mắt tại các quầy thuốc, phải có chỉ định của bác sĩ. Khi có tất cả các bệnh lý liên quan đến mắt thì hãy đến bệnh viện mắt tỉnh Hưng Yên để được khám và điều trị. Bệnh glaucoma, đặc biệt là thể glaucoma góc mở, thường phát triển rất âm thầm, không đau nhức, không đỏ mắt. Bệnh tiến triển chậm, bệnh nhân thường không biết tình trạng mất dần thị lực cho đến khi thị lực suy giảm đáng kể, không có khả năng hồi phục và có thể gây mù lòa vĩnh viễn. Cho đến nay, chưa có biện pháp nào để có thể phòng bệnh glaucoma. Vì vậy, người dân 40 tuổi trở lên cần khám mắt định kỳ, kết hợp theo dõi thường xuyên nhằm phòng ngừa, phát hiện sớm và điều trị thành công căn bệnh này. Chương trình Cuộc sống khỏe hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.